Xin chào các bạn, hôm nay có một ít thời gian cuối tuần để đi dạo chơi thì mình ghé qua bên khu Sala Thủ Thiêm quận 2. Thì mới vừa ngồi chút xíu thì được anh bảo vệ chạy tới nhắc là khu này nhạy cảm quá, không có được ngồi ở đây. Nhà ở đây thì rất là nhiều mà hình như không có ai ở hết á, để không không à. Rất là trống vắng. Đây các bạn nhìn xa nè ha. Gần như là 99% là nhà ở đây không có ai ở hết á. Chỉ có đằng xa xa cái khu căn hộ Sarimi thì có dân cư ở. Còn ở đây thì để không. Thôi bây giờ mình đi chỗ khác thôi. Người ta nhắc mình không được ngồi ở đây vì nhạy cảm mà. Thì trước đây mùa Covid hay là trước những năm 18, 19 gì thì khu này nó vẫn là như vậy nha các bạn. Gần như là không có người ở, chỉ có mấy cái chung cư thôi. Bây giờ mình sẽ qua, đây là đường B2, mình quẹo phải là đường số 7. Xa xa đằng kia là xa lộ, xin lỗi, đường Mai Chí Thọ. Đây thì có rất là nhiều người chạy bộ buổi sáng nè. Hôm nay trời âm u, có sương mù nhiều, hình như là có mưa nhỏ nhỏ cho nên thấy đường nó ướt ướt. Các bạn cùng với Thanh đi tham quan khu vực Sala quận 2 Thủ Thiêm để xem có nhiều điều mới lạ gì không nhé. Mời các bạn cùng đi với Thanh. Đây là đường số 7. Phía trước là tòa nhà biểu tượng của quận 2 khu Sala. Bữa nay trời không có nắng, âm u, nhiều mây và mưa nhỏ nhỏ, mưa lất phất, dạng mưa phùn nha các bạn. Cho nên chất lượng hình ảnh có thể không được tốt, mong các bạn thông cảm. Một cái shop hiếm hoi trên một dãy phố, gần như là không có người ở nguyên cái dãy này nha các bạn. Không có kinh doanh là người khu dân cư nào ở đây hết. Dân cư Sarimi 21 B1. Đây là con kênh dẫn nước từ hướng sông Sài Gòn đi vô đây nha các bạn. Sẽ chảy qua cái cầu này. Bên kia là đường Nguyễn Hữu Thọ đi về khu quận 9. Đây là tòa nhà biểu tượng của khu Sala quận 2. Ở đây rộng lớn, nhiều chung cư căn hộ xây lên, nhưng mà người dân ở thì cũng không nhiều lắm, nên quang cảnh như bên nước ngoài.
Khu sala này thì chỉ được đông đúc ở cái khu vực căn hộ Sarimi này. Có nhiều quán cà phê, quán ăn, nhà dân ở nhiều. Chứ còn trước đó và khu bên trái này thì gần như là không có ai ở, nhà xây cái phần thô thôi. Khu vực này những dịp cuối tuần thì các bạn có thể ghé đây đi bộ thư giãn, không khí trong lành, mát mẻ, vắng ít người. Đây các hàng quán san sát nhau luôn. Bây giờ mình sẽ đi lên cây cầu. Cây cầu này cũng là đặc trưng của quận 2 Sala này. Hình cái bông sen này đúng không? Một đám cưới. Nhóm bạn chắc là chuẩn bị đi chụp hình cưới hay là đi rước dâu gì đây. Bên trên cây cầu là cái này là cái bông sen. Dưới đây là xe chạy đi không. Ở dưới đây cá rất là nhiều nha các bạn. Nếu mà chỗ này nè, mình có bánh mì rồi đó, mình đến mình thả cá thì thả cho cá ăn thì nó lợi rất là nhiều, dạng lắm, rờ nó được luôn nha các bạn. Rồi đi bộ tiếp. Đây những căn nhà chỉ mới xây có phần thô thôi, rất là nhiều. Mà chỗ này cũng nhạy cảm nữa, nếu mà chạy xe vô rồi chạy ra liền thì không sao, chứ mà chỉ cần đứng lại ngồi chơi hay là có việc gì đó đứng lâu là sẽ có bảo vệ đến nhắc nhở mình, không cho mình đứng, không cho tụ tập, mặc dù là có một người. Thường những lúc rảnh rỗi thì hoặc cuối tuần thì Thanh cũng hay đi qua khu này, vì bên đây không khí nó mát mẻ, trong lành, thì mình rời xa trung tâm thành phố
nơi xe cộ đông đúc gần như là mỗi ngày. Ở đây thì mình đi bộ thư giãn sau một tuần làm việc. Đây những dãy phố vắng. Nhà ở đây không biết là mua có giấy tờ hay không, nhưng mà Thanh có một người bạn ở khu New City. Tức là mình đi ra cái con đường này là đường Nguyễn Hữu Thọ, sau chiếc xe trắng đó, bên kia là Nguyễn Hữu Thọ. Thì cái khu căn hộ New City thì bạn của Thanh mua nhà thì cũng không có giấy tờ, là giấy tay của nhà đầu tư được cấp ở thôi, còn giấy chính thức của nhà nước thì gần như là không có. Theo nhiều chia sẻ của bạn ấy nói như vậy. Và nếu mà không ở nữa thì kiếm người nào mà chấp nhận mua mà bán giấy tay thì hai bên thỏa thuận với nhau rồi. Thì bạn của Thanh cũng mua lại cái nhà đó là của cái chị kế toán. Mua lại sang tay thôi, cái tờ tay. Sala Thủ Thiêm, quận 2, phần 1, khu đô thị mới văn minh hiện đại. Cảm ơn bạn đã xem video. Video đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại bạn ở phần 2, Sala Thủ Thiêm, quận 2, những nơi chưa xây dựng còn hoang sơ. Chúc bạn một ngày tốt lành. Nếu bạn thấy video hữu ích, xin vui lòng đăng ký, like, share cùng mọi người nhé. Cảm ơn bạn.